Kính chào quý khán giả đang đến chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này. Như thường lệ, kính mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật về an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Lại thêm chiêu trò giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Công an huyện Bến Cầu bắt sòng bạc quý bà. Công an huyện Gò Dầu khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Cũng với hình thức cũ là đối tượng gọi điện thoại mạo danh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhưng khác ở chỗ là đối tượng giả danh yêu cầu kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở cơ sở với mục đích lừa đảo, gây hoang mang, khó khăn cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đặc biệt làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh. Việc gọi điện đến các cơ quan doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và giới thiệu mình là cán bộ phòng cháy chữa cháy công an tỉnh, yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải chuẩn bị các tài liệu, con người phục vụ để họ đến kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở nhằm trục lợi bất chính. Đây là hành vi không đúng theo quy định của pháp luật và làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, khi tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh luôn tuân thủ theo đúng quy trình, quy định công tác kiểm tra. Theo quy định của Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy định kỳ, đột xuất đối với cơ sở. Thủ tục kiểm tra, đối với chế độ kiểm tra định kỳ, thì trước khi kiểm tra, cơ quan, cán bộ chiến sĩ tiến hành kiểm tra phải thông báo cho cơ sở về thời gian, nội dung và thành phần đoàn tham gia kiểm tra cho cơ sở biết trước 3 ngày. Đối với chế độ kiểm tra đột xuất, cán bộ chiến sĩ khi tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan quản lý trực tiếp. Ngoài các hình thức thông báo kiểm tra như trên, thì cơ quan công an không sử dụng điện thoại để thông báo cho các doanh nghiệp để tiến hành kiểm tra. Thì qua đó cảnh báo cũng như là nhắc nhở các cơ sở khi phát hiện những cái đối tượng nó sử dụng lợi dụng cơ quan công an để thông báo kiểm tra thì phải kịp thời báo cáo cho cái cơ quan công an gần nhất hoặc là phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tây Ninh để kịp thời xử lý. Qua đây, Công an Tây Ninh đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc 114 để phối hợp xử lý. Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Công an huyện Bến Cầu đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng về hành vi gá bạc và đánh bạc, thu giữ gần 65 triệu đồng, 5 bộ bài cùng nhiều đồ vật có liên quan. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm 2023, Công an huyện Bến Cầu kết hợp với Công an thị trấn Bến Cầu đột kích bất ngờ vào quán cà phê Như Ý thuộc khu phố 2 thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu. Do đối tượng Trần Như Ý, sinh năm 1987, ngụ ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng làm chủ, Công an bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức đánh bài bủ. Hàng ngày, lợi dụng có nhiều người dân đến quán của mình uống nước, Ý chuẩn bị sẵn nhiều bộ bài tây và đứng ra tổ chức sòng bài bủ cho hàng chục người tham gia để thu tiền sâu khi nhà cái bảo. Hiện vụ việc Công an huyện Bến Cầu đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Công an huyện Gò Dầu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hiệp Thịnh, sinh năm 1996, ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 21 tháng 3 năm 2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gò Dầu phối hợp Công an xã Thanh Phước bắt quả tang Nguyễn Hiệp Thịnh đang bán trái phép chất ma túy cho một người nghiện. Tang vật thu giữ 10 tép ma túy, gần 3 triệu đồng. Qua test nhanh, hai đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng Thịnh khai nhận, để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng cho bản thân,
Thịnh mua ma túy từ những người khác ở Long An và huyện Gò Dầu rồi về bán lại cho những người nghiện quen biết để hưởng tiền chênh lệch. Hiện vụ việc công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Là một xã nằm ở khu vực biên giới, tình hình an ninh trật tự địa bàn xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu có lúc diễn biến khá phức tạp. Công an địa phương không ngừng nỗ lực trong các mặt công tác, quyết tâm bám địa bàn, giữ vững ổn định an ninh trật tự địa phương, góp phần mang bình yên đến cho người dân. Là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, trong thời gian qua, công an xã Lợi Thuận đã chủ động bám địa bàn, nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bằng những việc làm cụ thể, ban chỉ huy công an xã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chủ động nắm tình hình những vấn đề trọng điểm cần giải quyết, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, thông tin về pháp luật, khuyến cáo người dân qua lại biên giới đúng quy định, không tiếp tay cho các loại tội phạm hoạt động như tội phạm buôn lậu, ma túy, đưa người xuất cảnh trái phép, cũng như các thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng phạm tội để giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và phòng ngừa. Qua các công tác tuyên truyền đó thì tôi thấy là mình hiểu hơn được cái hình thức, cái nội dung của các cái loại tội phạm nó hoạt động trên địa bàn, mà người dân ở trên cái địa bàn xã Lợi Thuận hiện nay quan tâm nhất là cái tình hình mà coi như là mua bán người qua biên giới, rồi cái tình trạng là lừa đảo người coi như là qua biên giới để làm việc nhẹ mà hưởng lương cao. Thì từ khi mà công an xã mà triển khai được cái chương trình này á, đến các cái tổ dân cư tự quản cũng như là trong cái nhóm Zalo phòng chống tội phạm ở trên địa bàn của xã đó, thì người dân nhận thức được, ý thức được hơn, coi như là đã trang bị cho mình được một cái kiến thức về cái công tác đó, phòng chống tội phạm. Cho nên là tôi là tuyên truyền cho gia đình tôi, rồi là người thân cũng như là trong xóm, là coi như là không có nghe lời những cái đối tượng đó để đi qua bên đó, rồi có khi là dẫn đến cái tình trạng là mất mạng, rồi ảnh hưởng đến kinh tế, rồi có khi là phải bỏ tiền ra chuộc cái người đó về. Là một địa bàn giáp biên nên tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại luôn trực chờ. Chính vì thế, lực lượng công an xã Lợi Thuận thường xuyên bố trí các tổ công tác tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm trên các cung đường trên địa bàn xã, đồng thời khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động của các mô hình tham gia giữ gìn an ninh trật tự để cùng chung sức với lực lượng công an kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó đã bắt giữ 6 vụ, 2 đối tượng, thu giữ 2 xe mô tô, 100 kg đường cát, 5.640 bao thuốc lá lậu, bắt 11 vụ, 64 đối tượng đánh bạc, bắt 7 vụ, 13 đối tượng buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an xã cũng đã vận động người dân tham gia tốt về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đã vận động họ tham gia vào các nhóm Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm. Từ đó họ đã cung cấp được một số tin có giá trị giúp cho công an xã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cũng như đấu tranh hiệu quả một số loại tội phạm trên địa bàn. Rồi tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới cũng tương đối phức tạp. Vì vậy thì ban chỉ huy công an xã đã xây dựng một số kế hoạch và đã triển khai để tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới cũng như là tuyên truyền vận động người dân trên tuyến biên giới. Từ đó họ đã an tâm tư tưởng để tập trung sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Cùng với đó, công an xã Lợi Thuận thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp và quản lý căn cước công dân và đề án 06 của chính phủ, thường xuyên gọi hỏi răn đe các đối tượng có dấu hiệu buôn lậu, ma túy, cờ bạc, đồng thời tham mưu cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc, tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh tội phạm nguy hiểm về an ninh trật tự. Trong cái năm qua đó thì phải nói là công an xã cũng tham mưu tốt cho đảng ủy ủy ban, rồi xây dựng cái kế hoạch phối hợp các ngành để mà triển khai để mà trấn áp các cái loại tội phạm trên địa bàn xã. Phải nói là từng bước nó ổn định, rồi là trong công tác nghiệp vụ cũng như là
là triển khai các cái chương trình đảm bảo an ninh trật tự thì công an chính quy là triển khai rất là nhanh gọn, triệt phá được nhiều cái vụ phức tạp như là cờ bạc rồi đó là tình hình mất an toàn giao thông cũng như là các cái lĩnh vực khác liên quan đến địa bàn xã. Phải nói là thời gian qua thì trên địa bàn xã cũng tạm ổn, cũng giữ vững được cái đảm bảo an ninh trật tự nói chung và tình hình đó là ở địa phương nói riêng. Với vai trò nòng cốt của lực lượng công an cùng sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và toàn thể nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Cùng những nỗ lực và cố gắng vì nhân dân phục vụ, tập thể công an xã Lợi Thuận trong năm 2022 đã được giám đốc công an tỉnh công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh công an nhân dân. Chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.